Ok, hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Jack. Là combo mic thu âm livestream Micro Jack Star K200 và cả sao cả K10 XOX K10 đấy, và dây MA2. Nhóm mẫu là ngẫu nhiên. Mình mua có giá là 1.680.000. Rồi nó có hình là như thế này, như là sao cả XOX K10. Là cái này trong khoảng 1-2 năm trở lại nó là một cái best sao cả cho các bạn lựa chọn hát livestream và ghi âm rẻ, cực rẻ và chất lượng cực tốt. Nguồn Phantom 48V đấy, để cung cấp cho chiếc K200 chúng ta. Dây jack chuyển đổi từ nguồn Phantom sang cái sao cả, và dây 3.5 sang chân 3. Màng thu, màng lọc âm của cái micro Jack Star, Jack Star. Rồi ở trước là có một miếng giấy bọc chống sốc Jack Star, phiếu có phiếu bảo hành nhà sản xuất, hướng dẫn sử dụng. Rồi bỏ cái này đi, tại vì có lẽ mình không cần. Bởi vì mình xem rất nhiều clip trên mạng người ta hướng dẫn trước khi mua cái này. Rồi ở trong hộp thì chúng ta có cái chân, rồi chân kẹp vào để luồn cái mic chúng ta vào. Nó làm ở phần dưới này, có gì đó rất chắc chắn này, phần dưới này bằng kim loại hoàn toàn, cực kỳ chắc chắn các bạn. Cầm rất là nặng tay, cái gì mình thích nặng là mình cảm giác nó là xịn như thế. Rồi, ok, cái này xịn sò rồi. Một cái màng lọc, lọc gió rất là thích. Rồi, cuối cùng là quả mic chúng ta. Đấy là mình nặng, mình thích đúng bài rồi, đúng rồi, nó khá là nặng. Không biết bên kia nó họ đã test mình trước khi ship không, tại vì nghe dặn anh kia là anh cố gắng test kỹ cho em trước khi ship, để tại vì em ở xa, ở ngoài Hà Nội mình Sài Gòn. Đây họ ghi bảo hành tháng bao nhiêu, tháng 6 2019 này, trên họ ghi thông tin bảo hành ở dưới này này, chả có trong không. Rồi vật liệu được làm bằng kim loại khá là chắc chắn và mát tay, nặng tay, điều mình thích. Ta sẽ luồn cái này qua cái này ở đây này, nới cái này ra cho nó lỏng tí rồi luồn vào đấy. Rồi xem có gì nữa nhỉ, ổ thế thôi, khá là dày nhưng chỉ ổ thế thôi các bạn. Trong này có dây từ sao cạc đến cái gì đó, màng lọc gió, nguồn Phantom, nguồn Phantom đây. Đây là nguồn Phantom chúng ta, chung cộng cộng gì đấy mình chả biết đấy. Cái chân jack này là nguồn chúng ta. Tôi bỏ trong cái túi chống sốc tiếp. Nút tắt mở ở đây. Đây. Ok. Không có bảo hành, thông tin bảo hành gì ạ. Đây là hai cái đầu vào và đầu ra đây này. Input output và cái nguồn nó cắm vào đây. Rồi các bạn thấy nhá. Sao cả. Rồi đây là thông tin bảo hành. À ha, hình chấn bằng tiếng tàu, bố mày chả hiểu được. Đây là dây lấy nhạc này, đấy nó chia hai đầu, một điều gắn vào sao cả, sao cả cầm đầu gắn vào điện thoại máy tính chúng ta. Đây là đầu chia, chả hiểu nhiều quá. Chuyển cổng AB. Đây. Thấy không các bạn? Dạ, thấy chứ. Cái có ích. Khá là chắc chắn với sinh sống. Tiếp theo là cái dây gì? Chả biết là què gì nữa. Tí nữa mình sẽ gắn dần. Chống ẩm. Chưa không ngờ sao gạc nó nhỏ như thế. Mình tưởng nó có chả bám chứ. Nó chỉ nhỏ bằng cái lòng bàn tay như cục cục sạc. Chắc chắn, rất chắc chắn. Cái gì
rồi không có gì trong này nữa. Là cái mouse, ra đặt cái mic lên này. Đấy, luồn dây qua ở đây. Và cái mic ra đây, cái dây có thể có dáng được, khá là thích. Mở khóa ở đây này. Và bẻ có dãn ra vào đây.